cũng như người thân cũng như bạn bè từ các nơi gửi về là nếu mà trong chương trình hôm nay bạn là người xuất sắc, những người bây giờ thích đọc sách lắm. Rồi các con trong đây ai biết hát không? Không biết hát càng tốt. Chúng tôi lên đây hôm nay là chương trình để tôn vinh các con có đóng góp cho khoa học và xã hội năm 2016. Do đó các con chỉ ngồi yên và tận hưởng và im lặng, không làm gì hết, không nói, không năng, không hát, không hò, không làm gì hết. Đứng, chú đứng thì các con đứng, chú ngồi thì các con ngồi. Bạn hiểu không? Dạ hiểu. Con chỉ đứng, chú Phúc nhảy sao con nhảy vậy, chú Phúc làm sao con làm vậy, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Xong rồi chương trình mình được bắt đầu, các con biết đại điệu khàn nam tài không? Nhĩ điệu khàn nam tài á. Rồi, băng nhạc chuẩn bị. Nè, coi chừng cái bạn nhỏ này nha. Đó. Giải thưởng chìa má phạt không cho ăn kem, nhớ chưa? Ngày mai không được đi chơi tiếp, ok? Rồi chưa? Bây giờ mình múa thử cái coi nào. Ở cái gì mà động như vậy? Ủa? Hát cho chú nghe một bài được không? Chú sẽ tặng quà. À, được rồi đó. À, đang rất là tốt, chúng tôi biết phát huy nha. Đứng về nha chứ. À, con cũng muốn chiến thắng không? Muốn. À, được. À, từ hôm nay là các bạn sẽ chuyển theo một thái độ khác, một trạng. Đó, nhảy con. Đó, các con phải nhảy theo. Ai không nhảy là bị trừ điểm nha. Ai không nhảy là không có giải thưởng nha. Ai không nhảy là không có giải thưởng. Đó, nhảy mạnh lên. Nhảy càng mạnh điểm càng cao, nhảy càng mạnh càng hay. À, thôi. Đứng đây. À, chị vui lòng ra, để nhiều khi ăn hải sản nhiều nó không thở trên mà thở dưới. Con vẽ tranh. À, con vẽ tranh á. Rồi, nhớ chưa? Không được, chú Phúc nói gì kệ chú Phúc, đừng quan tâm. Người ơi, bắt đầu. Nhạc con là phải nhảy nha. Đó, phải nhảy nha. Đó, đó, phải nhảy dữ dội lên, nhảy dữ dội lên. Nhảy dữ dội lên. Rồi, thôi. Nó bị hiểu âm thanh đó. Múa, đây là hoàng quy hồng đó. Không múa là đuổi về, không múa là không có quà. Võ gì kỳ vậy? Cái này múa võ chứ phải là... Trời ơi, múa võ. Đó, thấy người ta chưa? Con gái, đó. Trời ơi. Thôi. Chắc tượng có dám đấu với tượng bên đây không? Tượng không có cười. Lần này thôi nha. Để hết người rồi. Giống chị vậy đó. Đó, chị giống chị đó. Rồi. À, nó tính là chưa gì vậy? Thì hiện tại bên Mỹ là kiều bào mình bên đó làm rất là nhiều. À, nếu được chuyển đi, con có chịu học ngành thời trang không? Đây là con muốn đi về. Mấy cô chú là chuẩn bị về. Con ở đây về, chương trình kết thúc. Người phụ nữ có tất cả các hình thể độc lạ nhất. À, tôi xin mời chị. Vì tôi trao tặng vương miện cho chị luôn. Độc lạ. Đó, đang lộn. Chị nhắc máu. Sung sướng là đại ca quen em. Đó, nhưng chia tay là cục chép luôn. Chơi là chơi phải tụt tới. Đó. Đó. Chúng
chúng tôi còn hy vọng anh Thành đó, anh Hà, chúng tôi còn hy vọng anh thôi. Số Bắc Hồ đó. À, ngày Quốc Khánh không lẽ ngày 2 tháng 9 đó. Đó. À, xin mời gia đình anh Hùng ạ. À. À, rồi xin mời anh chị. Không biết là anh Thọ với là chị Châu có đôi nữ đẹp nhất của năm đi. À. Dạ. À, rồi đó. 18. À, 18, phần quà số 18. Em xin được mời anh Khanh đại diện công ty Nguyễn Minh lên trao phần quà cho chúng tôi xin phần trang trọng. Rất cảm ơn anh. Qua lê hả? Số 14. Số 20 là số của chị. Dạ. Chị em của ca sĩ Lệ Quyên, Lệ Hằng. Đó, cảm ơn chú con. Cảm ơn chú Khanh đó. Bốc cho ông bà luôn, đại diện luôn. Dạ. Số 1. Cái iPhone tôi mất tiêu rồi. Cái số 1 là cái iPhone đó. Chiếc xe tải 25 tấn đậu ngay vị trí nhà hàng Lan Rừng để cho các bé chuyển hàng về. Cảm ơn em. Trong 25 người của chuyến đi này thì gia đình này góp mặt 7 thành viên rồi. Do đó để ủng hộ anh em sẽ ủng hộ một phần quà.